cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi học cờ tướng online, luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video của buổi tối hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản cập nhật nhanh về ván đánh trong quân cổ vòng thiếu thứ 12 của giải Cờ Tướng các Cấp Bên Tái mùa giải năm 2021 của danh thủ Hương Nguyên Xuyên cầm bên đỏ đi tiết và danh thủ Lưu Thủ Canh cầm bên đen. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Đây là ván đấu cờ chấp của đôi bên khi trong ván cờ nhanh đầu tiên đã có tỷ số hòa. 将军。 shoot <laughs> và sau hình cờ trên thu vào về đến từ bên đen của danh thủ lý tu canh có thể phục cái thủ pháp bình pháo qua vị trí trung lộ để lấy thế vào chống tấn công thì trong thực chiến của trần cờ bên tiên trong thực chiến còn hơn 10 giây và trong hình cờ đó thì bên đỏ của danh thủ hướng xuyên anh đi một tình huống cờ rất sai lầm đã để thua ngay nó là cờ nhất sĩ một thứ năm đã để cho bên đen của lý tu canh có thời cơ cắm còn pháo là cục ngay như vậy các bạn vừa xem một trận thua rất ngỡ ngàng đến từ thường Xuyên. Ngoài biến hóa trong thực chiến các bạn thấy ngay thì bên đỏ hoàn toàn có thể xử lý tiếp bằng phần cờ mới 3 đến 5. Như vậy kênh cờ tướng tinh hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về ván đấu trên một trận thua ngỡ ngàng của hướng xuyên trước đi tục canh. Trong khoảnh khắc anh còn khá ít thời gian. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.